Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Thạnh Hóa vừa tổ chức trao tặng xe lăn cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Chương trình đã trao tặng 25 chiếc xe lăn và tiền mặt cho 25 nạn nhân chất độc da cam Dioxin và người khuyết tật nghi phơi nhiễm với tổng kinh phí trao tặng gần 100 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Thạnh Hóa vận động xã hội hóa. Những thành viên ở trong nhóm Thân Hữu và Mạnh Thường Quân thì có thể nói là những người trong nước và những người ngoài nước. Cũng có những người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà do cái bài viết của tôi trên Facebook khi tôi vận động là các bạn trong các là các hoạt động thiện nguyện của tôi, thì tôi để chế độ công khai. Có những người chuyển khoản cho tôi để mà đóng góp những cái chương trình thiện nguyện đó mà tôi cũng chưa hề biết mặt. Cùng ngày, đoàn từ thiện Thân Hữu và Mạnh Thường Quân Yến Đỗ, thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Tân Hiệp. Cầu có tổng chiều dài 34m, ngang 4m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố với tổng kinh phí hơn 560 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng kinh phí xây dựng cầu dân rộng nguồn xã hội hóa. Nối với cái đường ranh và khu vực này có hai điểm trường học, trường tiểu học, trường mẫu giáo và hơn 70 hộ dân. Đây là mong muốn của bà con rất lâu rồi. Cho nên đây là một cái trong một trong những tiêu chuẩn của đường trục ấp đối với xã nông thôn mới. Việc đẩy mạnh nguồn xã hội hóa trong đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, chăm lo cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương.